Chăm quá phải mua súp lươn về đây. Quá trời quá đất sao ngon thế nhỉ? Chấm với bánh mì là nhức mắt rồi. Lươn này. Lấy bánh mì xúc được này. Đấy, lấy cái cạnh cứng mà xúc lươn mà ăn. Thôi kệ, tí cho con ăn bánh gato đi. Mua cho nó cái bánh gato. Đấy, xúc lươn ăn. Cứ thử xem nó có thích ăn cái miếng lõi rồi. Ăn này đỡ mất công làm.
Em miến thằng này nó nấu cay dã man luôn. Hôm nào có thử miến nó. Nó đến này rồi, nó đều no rồi, tí để bụng cơm. Còn mưa nữa không anh? Chắc hết rồi nhỉ? Tí em cầm me về tưởng tượng chân cứng hết rồi. Ngứa thế. Đi đường cứ vừa gãi chân này.
nó đi. Chồng. Chồng ơi, nó đi cho su đi. Lên đường đi. Ừ. Thì để mà nó này. Mình cho tí tưởng ớt vào cho nó cay cay cho nó đỡ cay. Anh có hầm xương nhá. Chưa thì tới đây đi ra làm luôn. Xúc thêm miếng lươn đi. Này. Đó, vào. Dơm lại tương ớt vào kia. Cho một tí rồi cho nó cay cay. Quên này quá nuôi không lấy tí tỏi. Tao cần thật gối bánh mì con dập hết rồi. Để lấy cho con.